Tử vi 12 con giáp thứ 7, ngày 7 tháng 4 năm 2018. Tuổi Tý. Về sức khỏe, tử vi dự đoán bạn khá mệt mỏi vì đau đầu, khó ngủ. Tuy nhiên, ở những lĩnh vực còn lại, bạn khá may mắn. Cụ thể là tài chính được cải thiện đáng kể, không khí trong gia đình cũng rất êm ấm, hòa thuận. Tuổi Sửu. Trong công việc, bạn cần phải hết sức cẩn thận với lời khuyên từ người khác, bởi lẽ đây có thể là nguyên nhân khiến cho bạn mất phương hướng và đi đến những quyết định sai lầm. Sức khỏe tốt. Về chuyện tình cảm, bạn cần ôn hòa hơn với người yêu, người bạn đời để tránh xung đột. Tuổi Dần. Hãy thận trọng khi đi xa là lời khuyên của tử vi dành cho bạn hôm nay. Nguyên nhân là bởi bạn có thể gặp khó khăn do hỏng hóc các phương tiện di chuyển hoặc xảy ra một số va chạm trên đường. Trong chuyện tình yêu, các bạn còn độc thân sẽ gặp được một người rất thú vị. Với sức khỏe, đề phòng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Tuổi Mão. Nguồn năng lượng tinh thần giúp bạn thành công trong các công việc cần sự sáng tạo hay học tập, nghiên cứu. Chuyện tình yêu có nhiều bất ngờ thú vị, không phân biệt bạn còn độc thân hay đã kết hôn. Riêng với lĩnh vực tài chính, bạn đừng quá nôn nóng vì tiền sẽ đến chậm nhưng rất dồi dào. Tuổi Thìn. Tránh tham gia phỏng vấn hay thương thảo các hợp đồng quan trọng vào hôm nay vì tử vi cho rằng bạn thiếu sự khách quan trong khi nhìn nhận, đánh giá vấn đề. Với sức khỏe, đề phòng nguy cơ té ngã, tổn thương cột sống. Hôm nay, tiền bạc khá eo hẹp, bạn nên thận trọng khi chi tiêu. Tuổi Tỵ. Mối quan hệ cá nhân của bạn được cải thiện vượt bậc, đặc biệt nếu bạn đã từng có khúc mắc với những người xung quanh, hãy tận dụng cơ hội này để hóa giải. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng để lo lắng. Dịp cuối tuần này, bạn rất may mắn với những chuyến đi xa. Tuổi Ngọ. Cuối tuần này thuận lợi cho những cuộc hẹn hò hay bàn chuyện cưới xin. Công việc của bạn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hôm nay, bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn nếu muốn sửa chữa nhà cửa hay thay đổi nơi ở. Về sức khỏe, bạn có thể gặp các rắc rối về dạ dày. Tuổi Mùi. Nhìn chung, ngày cuối tuần này mang đến cho bạn nhiều niềm vui trong lĩnh vực tình cảm. Bạn có thể bắt đầu những mối quan hệ mới hay bàn chuyện cưới xin. Các thành viên trong gia đình cực kỳ hòa thuận, sức khỏe khá ổn định. Tuổi Thân. Bạn được nhiều người giúp đỡ trong lĩnh vực công việc, nhờ đó tình hình tài chính cũng được cải thiện rất đáng kể. Chuyện tình cảm suôn sẻ. Với sức khỏe, bạn có thể gặp những rối loạn ở gan, nên tránh xa thực phẩm nhiều muối, chất béo và rượu bia. Tuổi Dậu. Trái ngược với tuổi Mùi, hôm nay tử vi nhận thấy bạn sẽ gặp nhiều rắc rối trong lĩnh vực tình cảm vì sự bất hòa, ghen tuông hay giận dỗi. Bạn cần phải hết sức khéo léo mới vượt qua được tình trạng này. Ngược lại, công việc lại có được kết quả vượt trên cả mong đợi. Tuổi Tuất. Một người đồng nghiệp đang cố tình chơi xấu, bạn nên dè chừng những người tỏ ra quá thân thiết hay vui vẻ với bạn nhé. Dịp này, các giao dịch có liên quan đến bất động sản rất thuận lợi cho bạn, sức khỏe cũng không có gì đáng lo. Tuổi Hợi. Bạn là một trong những con giáp rất may mắn trong cuối tuần này, bởi lẽ mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp rất hài hòa, chuyện tình cảm thuận lợi, nhất là với những người còn đang yêu. Ở lĩnh vực tài chính, bạn sẽ nhận được một số tiền bất ngờ vào cuối ngày.